Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng chữa bài tập của bài 1, chương 4, thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lý dữ liệu. Trang 8 và trang 9 trong sách giáo khoa toán tập 2 của bộ sách cánh diều. Bài 1, hãy thu thập phân loại dữ liệu lấy ở địa phương em theo những tiêu chí mà em quan tâm. Chẳng hạn, nghề nghiệp của những người dân, số người ở mỗi hộ gia đình. Cái này thì chúng ta sẽ phải thu thập thông tin ở thực tế ở cái địa phương, ví dụ trong xóm của chúng ta chẳng hạn, đúng không? Trong xóm chẳng hạn. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ lập một cái chúng ta thu thập phân loại dữ liệu ở của người dân ở địa phương và nghề nghiệp chẳng hạn, đúng không? Thì ta sẽ có bảng, ta sẽ lập cái bảng như sau. Thứ nhất là ta xác định xem là đấy, nghề nghiệp của người dân, đúng không? Ví dụ là chúng ta điều tra, thu thập dữ liệu về nghề nghiệp của người dân. Trong xóm các bạn đúng không? Hay trong tổ đúng không? Nếu mà bạn nào ở thành phố ấy, thì có tổ đúng không? Trong tổ, trong xóm các bạn đúng không? Đấy. Trong tổ hoặc là xóm đúng không? Xóm gì, tên là gì đấy, tổ mấy đấy đúng không? Tiếp theo, tôi sẽ viết kẻ cái bảng. Bảng này gồm có 3 cột. Lúc này chúng ta có cái cột thứ nhất là cột số thứ tự. Đấy. Cột đầu tiên lúc nào cũng là số thứ tự. Số thứ tự chúng ta có thể viết là rõ là số thứ tự hoặc là viết là viết tắt là STT, đúng không? Đấy. Tên. Họ và tên của người. Họ và tên đấy của người dân đấy, đúng không? Số lượng nghề nghiệp. Cột tiếp theo là cột nghề nghiệp, là nghề nghiệp là làm gì đấy, đúng không? Số thứ tự có 1 này, đúng không? Đến số 1, từ 2, 3, 4, 5, vân vân, đúng không? Đến hết thì thôi. Vậy họ tên là Nguyễn Linh Nhi chẳng hạn, đúng không? Nghề nghiệp ở đây là công nhân chẳng hạn. Đấy. Thứ 2. Đấy. Phạm Văn B, đúng không? Nghề nghiệp là giáo viên chẳng hạn. Đúng không? Theo là những gì đó, đúng không? Nghề nghiệp là đây, nghề nghiệp là gì? Ví dụ là lái xe, đúng không? Đấy. Định gì đó, đúng không? Ví dụ nghề nghiệp là làm ruộng, đúng không?
vũ gì đó đúng không? Nghiệp là buôn bán chẳng hạn. Hay là kinh doanh đúng không? Đấy, vân vân. Chúng ta đã nêu ra. Bây giờ đấy là thu thập nhá. Bây giờ chúng ta phân loại dữ liệu đấy không? Phân loại dữ liệu này theo tiêu chí mà chúng ta quan tâm. Và tiêu chí đây chính là gì? Đây, ví dụ đây. Phân loại ra đúng không? Bây phân loại thì ta sẽ phân loại như nào? Này. Phân loại thì ta sẽ phân loại một cái bảng phân loại ra đúng không? Ví dụ đây là nghề nghiệp này. Đấy, số người đấy. Ví dụ nghề là giáo viên chẳng hạn, đúng không? Thì số người là bao nhiêu người làm giáo viên? 5 người chẳng hạn đúng không? Đấy. Hay là công nhân thì có bao nhiêu người, đúng không? Người người công nhân này thì có bao nhiêu người, đúng không? Nó có 8, 12 chẳng hạn đúng không? Đấy, ví dụ như vậy. Đấy. Tương tự như vậy, đây là nghề nghiệp chúng ta ghi vào đây, đúng không? Cái dòng đầu tiên là nghề nghiệp, dòng thứ hai là số người. Đấy, để chúng ta phân loại ra. Bây giờ là chúng ta đã xử lý dữ liệu đúng không? Đầu tiên là cho điều tra đúng không? Điều tra thông tin. Đây chính là thu thập thông tin đúng không? Thu thập dữ liệu. Và thứ hai là chúng ta phân loại dữ liệu này ra. Đấy đúng không? Những người làm người công nhân này là bao nhiêu người? Làm giáo viên bao nhiêu người? Làm ruộng bao nhiêu người? Buôn bán bao nhiêu người? Lái xe bao nhiêu người? Đấy, ví dụ đấy. Hoặc là nếu chúng ta không thích không thích thu thập dữ liệu về người Nhật thì về số người trong mỗi hộ gia đình chẳng hạn đúng không? Ví dụ là theo số cái thứ hai là theo số người ở mỗi hộ gia đình chẳng hạn. Số người ở mỗi hộ gia đình. À, chúng ta phải ghi rõ là địa điểm ở đâu đúng không? Cụ thể là ở đâu, ở xóm nào chẳng hạn đúng không? À, xóm nào đấy đúng không? Xóm gì đấy, tên là gì đấy, ghi vào đây hoặc là tổ gì đấy đúng không? Thì ta cũng có số thứ tự, đầu tiên là số thứ tự này, thứ hai là đây không phải họ và tên nữa mà là tên tên gia đình đúng không? Tên gia đình. Đấy. Và tiếp theo đây là số người. Số người. Đấy, số người là có bao nhiêu người đấy đúng không? Ví dụ gia đình của ông Nguyễn Linh Nhi này đúng không? Của cái bà Nguyễn Linh Nhi này. Số người là nhà này có gia đình này có 5 người, đúng không? Thì là 5. Nhà ông Phạm Văn B này có 4 người. Đúng không? Nhà ông Nguyễn gì đó đúng không? Có 2 người. Nhà này thì có 3 người, đúng không? Nhà này thì có 5 người chẳng hạn đúng không? Đấy. Là số người. Sau khi mà chúng ta thu thập được dữ liệu rồi, chúng ta sẽ phân tích, đúng không? Phân loại dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta sẽ là gì nhỉ? Đâu đầu tiên sẽ là số người. Đây. Chúng ta sẽ điền cột thứ nhất là số người. Cái dòng thứ nhất là số người nhé. Số người. Dòng thứ hai sẽ là số gia đình. Bây giờ chúng ta sử dụng cái dữ liệu mà trên trên mà chúng ta đã vừa mới sử mới mới, mới thu thập được. Chúng ta sẽ xử lý đúng không? Số người đây, ví dụ như là hộ gia đình có hai có một người đúng không? Hộ gia đình có 2 người, hộ gia đình có 3 người. Tiếp theo hộ gia đình có 4 người, hộ gia đình có 5, 6, 7, 8 tùy đúng không? 9 người lại đúng không? Đấy. Thì ví dụ ở đây, số gia đình có một người là có 5 gia đình. Đúng không? Số gia đình có 2 người là 15 chẳng hạn. Số gia đình có 3 người là 23 chẳng hạn đúng không?
Số gia đình có 4 người là 41 chẳng hạn. Đấy. Số gia đình có 5 người là 3, số gia đình có đằng này người là 6 đúng không? Số gia đình có 7 người là ví dụ như vậy đúng không? Số gia đình có 8 người không có. Số gia đình có 9 người không có, ví dụ thế đúng không? Đấy. Đấy là chúng ta phân loại đúng không? Đấy, bước thứ hai là chúng ta phân loại ra. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 2. Sau khi kiểm tra sức khỏe, giáo viên yêu cầu mỗi học sinh của lớp 6B thống kê số đo chiều cao của các bạn trong cùng tổ. Bạn Châu liệt kê số đo chiều cao theo đơn vị là cm của các bạn trong cùng tổ như sau. Đây chúng ta đọc số liệu này. Đấy. Thứ nhất là 140 cm, 150, 140, 151, 142, 252, 154, 146, 138, 154. Ý A là hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. Ý B là dãy số liệu bạn Châu liệt kê có hợp lý không? Vì sao? Số đo chiều cao trung bình của 4 bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu là bao nhiêu? Chúng ta sẽ làm bài 2 ý A. Đối tượng thống kê ở đây bài này là bài 2 ý A đối tượng thống kê đó là số đo chiều cao của học sinh cần đo. Ở đây cần đo là gì? Cần thống kê cái gì? Cần thống kê về số đo chiều cao của học sinh đúng không? Vậy đối tượng ở đây là số đo chiều cao của học sinh. Tiêu chí. Thống kê. Đo chiều cao của học sinh ở đâu? Đúng không? Đó là đo chiều cao của học sinh trong tổ. Đây là tiêu chí. Tiêu chí là học sinh ở trong tổ của bạn Châu lớp 6B. Đấy. Tiếp theo, ý B. Dãy số liệu bạn Châu liệt kê có hợp lý không? Vì sao? Chúng ta thấy là số liệu thống kê ở đây, nhìn ở đây chúng ta thấy là không được hợp lý đúng không? Nếu như bạn thống kê bạn để vào trong một cái bảng thì chúng ta sẽ dễ nhìn thấy hơn. Đấy, ở đây chúng ta thấy 140 để 150, 140, 151 đúng không? Không xác định đâu là như thế nào cả. Vậy đây chúng ta trả lời là bạn Châu liệt kê như vậy là chưa hợp lý. Bởi vì với cách này chúng ta sẽ khó biết được những bạn nào có chiều cao bằng nhau. Và chiều cao cao nhất và chiều cao thấp nhất là như nào? Đấy. Chúng ta nhìn vào chúng ta lại phải so sánh thì mới biết được đâu là chiều cao thấp nhất đúng không? Chiều cao cao nhất.
Như vậy để chúng ta phải lập một cái bảng thống kê thì chúng ta sẽ nhìn ra rõ hơn. Đấy, ví dụ ở đây bạn Châu bạn sẽ cần phải làm như sau. Lập ra một cái bảng đúng không? Và bạn ghi là đây là số đo. Bảng thứ nhất dòng thế là số đo chiều cao. Tính bằng đơn vị là cm. Đấy. Và bên dưới là số lượng học sinh. Ta sẽ viết từ thấp đến cao. Thấp nhất là 138. Rồi đến 140, 142. Rồi đến 146. 150. 181. Một năm tư, 252. Đấy, như vậy là hết. Đấy, nếu như bạn ấy thống kê như thế này thì chúng ta sẽ nhìn rất là dễ, nhìn thấy ngay là có bao nhiêu bạn có chiều cao như nhau đúng không? Ở đây 138 chúng ta thấy là có bao nhiêu? Có một bạn thôi. Vậy số bạn là 1. 140, 140, 140 là hai bạn. Đấy. Tiếp theo đến 142. Có một bạn thôi. 146 cũng một bạn. 150, 51 cũng một bạn. Một 54, 154 là hai bạn. 1252 là hai bạn, là một bạn thôi. Đấy. Khi mà nhìn vào cái bảng này thì cho thấy ngay được ở đây là học sinh có chiều cao là 138 là bao nhiêu bạn, đúng không? Mà chúng ta thấy là ở đây theo thứ tự tăng dần thì cho nhìn thấy ngay được chiều cao thấp nhất là 138. Đấy. Có chiều cao cao nhất ở đây là 252, là mấy bạn có chiều cao cao nhất ở đây, đúng không? Như vậy chúng ta làm được cái ý B rất là dễ dàng. Ở ý B nhá, dãy số liệu bạn Châu liệt kê có hợp lý không, vì sao? Đấy, chúng ta nói rồi đúng không? Là trả lời lại nhá, là không hợp lý đúng không? Bởi vì chúng ta sẽ khó nhận biết được là bạn nào có chiều cao bằng nhau, bao nhiêu bạn có chiều cao bằng nhau, chiều cao cao nhất và chiều cao thấp nhất là bao nhiêu, rất là khó phân biệt đúng không? Tiếp theo là ý C. Số đo chiều cao trung bình của 4 bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu là bao nhiêu? Số đo chiều cao trung bình của 4 bạn thấp nhất trong tổ là bao nhiêu? Vậy ta sẽ lấy bạn 4 bạn thấp nhất đấy, chiều cao của 4 bạn thấp nhất đấy cộng với nhau rồi chia cho 4 thì ta sẽ ra chiều cao trung bình, đúng không? Vậy nhìn vào cái bảng này ta thấy ngay chiều cao thấp nhất là bao nhiêu? 4 bạn có chiều cao thấp nhất. Và đây chính là 4 bạn có chiều cao thấp nhất đây. Đấy. Chiều cao thấp nhất ở đây chính là 138, 140, 142, 146. Ta sẽ có C. Số đo chiều cao trung bình
của bốn đoạn thấp nhất trong trong tổ. Của bạn Châu là một bạn là có chiều cao là 138 cộng với lại một trăm bốn mươi thì có bốn bạn à, thì có hai bạn cơ đúng không? Vậy 140 tôi sẽ nhân với hai, có hai bạn đúng không? Hai bạn như vậy. Tiếp theo 142 cộng với 142 rồi cộng với lại 146. À, ở đây không tính 146, bốn bạn thôi, bốn bạn thấp nhất thì không tính đến 146 nhá, đến 146 là năm bạn rồi. Đấy, bốn bạn thấp nhất đây có 1, 2, 3, 4 bạn rồi đúng không? Đấy, bốn bạn thấp nhất. Bây giờ ta sẽ chia cho 4 thì sẽ ra trung bình một bạn đúng không? Sẽ bằng, ta lấy máy tính ra ta tính đi, 140 nhân 12 bằng 280, ta cộng với nhau ta chia là 4 sẽ bằng 140 đơn vị là cm. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài số 3. Bác Hoàn khai trương cửa hàng quần áo sơ mi, thống kê số lượng các loại áo đã bán được trong tháng đầu tiên như bảng sau. Đơn vị tính là chiếc. Cỡ áo có cỡ 37, 38, 39, 40, 41, 42. Dòng dưới là số áo bán được. Ta có cỡ áo 37 thì bán được 20 chiếc. Cỡ áo 38 bán được 29 chiếc. Cỡ áo 39 thì bán được 56 chiếc. Cỡ áo 40 thì bán được 65 chiếc. Cỡ áo 41 thì bán được 47 chiếc. Cỡ áo 42 bán được 18 chiếc. Ý A, cỡ áo cỡ nào bán được nhiều nhất vì sao? À, ít nhất. Áo cỡ nào bán được nhiều nhất và ít nhất. Ý B là bác Hoàn nên nhập về nhiều hơn những loại áo cỡ nào để bán trong tháng tiếp theo. Áo cỡ nào bán được nhiều nhất? Chúng ta xem số áo bán được là bao nhiêu, nhiều nhất thì nó là cỡ đấy bán được nhiều nhất đúng không? Ta nhìn vào cái số áo bán được ở đây, ta thấy là 56 là nhiều nhất, à 65 là nhiều nhất đúng không? Và 65 thì tương ứng với cỡ áo là 40. Như vậy ta sẽ trả lời cỡ áo 40 được bán được nhiều nhất. Bài 3. Ý A. Tôi trả lời cỡ áo 40 bán được nhiều nhất. Tiếp theo cỡ áo nào bán được ít nhất? Ít nhất tôi thấy đây là 20 đúng không? 20 chính là cỡ áo 37. 20 chiếc bán được 20 chiếc. Ở đây có cỡ áo 42 là 18 đúng không? À 18 đây là bé nhất đúng không? 18 bé nhất. Vậy cỡ áo 42 bán được ít nhất. Ta có ý B là cỡ áo 42 bán được ít nhất vì là bán được có 18 thôi là ít nhất. Vẫn là ý A đấy, nó vẫn là ý A, ý thứ hai của ý A. Tiếp theo là sang ý B,
Bác Hoàn nên nhập về nhiều hơn những loại áo cỡ nào để bán trong tháng tiếp theo? Cho thấy là cỡ nào mà bán được nhiều nhất thì chúng ta nên bán vào tháng tiếp theo đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ trả lời, ở đây có cỡ có này 65 này. 65 trước này. 56 trước, 47 trước đúng không? Vậy ba cái cỡ này. Ba cỡ 39, 40, 41 đúng không? Là bán được nhiều nhất. Nhiều số lượng là bán được nhiều, như vậy ta nên nhập cái ba cái cỡ này về để bán trong tháng tiếp theo, đúng không? Như vậy ta sẽ trả lời ý C. Nào, bác Hoàn lên. Nên nhập về nhiều hơn những loại áo cỡ 39, 40, 41. Để bán trong tháng tiếp theo. Vì ba cỡ áo này được nhiều người mua nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 4. Bài 4. Một hệ thống siêu thị thống kê lượng thịt lợn bán được trong 4 tháng đầu năm 2020 ở biểu đồ trong hình 4. Ở đây thấy có 4 tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Ý A, tháng nào hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất? Ý B, tính tỷ số của lượng thịt lợn bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt bán ra trong cả 4 tháng. Quan sát ở đây thì ta sẽ trả lời ngay được ý A, đó là tháng nào hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất. Tại đây ta thấy mỗi một con lợn này, hình một con lợn này là 10 tấn đúng không? Ta thấy ở đây tháng 1 là bán được 4 hình lợn đúng không? 4 hình con lợn đây là nhiều nhất đây đúng không? Và tương ứng với 40 tấn. Mỗi con là 10 tấn, vậy 4 con là 40 tấn. Vậy đây ta chỉ cần trả lời là tháng 1 hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất. Câu bài này chúng ta sẽ trả lời ý A, trả lời miệng thôi nhá. Cho nhanh. Tháng 1 hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất. Ý B, tính tỷ số của thịt lợn bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt bán ra trong cả 4 tháng. Tỷ số của tháng 1 với lại 4 tháng, đúng không? Như vậy chúng ta phải tính xem tổng 4 tháng là bán được bao nhiêu. Trước tiên phải tính xem tổng 4 tháng bán được bao nhiêu. 4 tháng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nhân 10 là 120 tấn. Bài 4. Ý B. Ta tính tổng lượng thịt bán được trong 4 tháng là tháng thứ nhất đây đúng không? Là 40 tấn, tháng thứ hai. Ta cộng hết vào đúng không? Ta nhân lên 10. Đấy, thế bằng 4 cộng 2 cộng 3 cộng 3. Tháng thứ nhất là 40 tấn.
tháng thứ hai là 20 tấn, tháng thứ ba 30 tấn, tháng thứ tư cũng 30 tấn. Bằng 120 tấn. Bây giờ tính tỷ số lượng thịt bán ra trong tháng 1. Và tổng lượng thịt bán ra trong cả 4 tháng. Tỷ số chính là phép chia đấy. Tỷ số chính là 4 tháng 1 là bao nhiêu tấn? Tháng 1 là 40 tấn. Cả 4 tháng là 120. Đấy, bằng 40 chia 120 và sẽ bằng 40 trên 120 tỷ số. Sẽ bằng chia cả tử 4 cho 40. Nó sẽ bằng 1/3. Vậy tỷ số là 1/3. Tiếp theo là số 5. Từ tháng 5 đến tháng 10, ở Bắc bán cầu là mùa mưa, còn ở Nam bán cầu là mùa khô. Quan sát hai biểu đồ ở hình 5 và hình 6, cho biết biểu đồ nào là biểu đồ lượng mưa của địa điểm ở Bắc bán cầu, của địa điểm ở Nam bán cầu. Chúng ta chú ý ở đây này, từ tháng 5 đến tháng 10 nhé, Bắc bán cầu là mùa mưa, còn Nam bán cầu là mùa khô. Như vậy thì nếu mà ở mùa mưa thì chắc chắn từ tháng 5 đến tháng 10 cái lượng nước nó sẽ lớn hơn, đúng không? Lượng mưa sẽ lớn hơn. Vậy ta sẽ quan tâm tháng 5 tháng 10 này. Đấy. Tháng 5 tháng 10. Còn mùa khô thì chắc chắn là nó sẽ ít mưa ít hơn thì lượng nước sẽ ít hơn, đúng không? Ta quan sát từ tháng 5 đến tháng 10 ở biểu đồ thứ nhất. Và tháng 5 tháng 10 ở biểu đồ thứ hai. Ta thấy là ở biểu đồ hình 5, đúng không? Biểu đồ hình 5 này lượng mưa nhiều hơn. Ta nhìn trong tháng 8 này, nhiều, rất là nhiều, đúng không? Tháng 7 nhiều, ở đây chỉ có tháng 10 là nhiều thôi. Đấy, tháng 9 ít, đây tháng 9 này cũng nhiều hơn tháng 9 ở đây. Đấy. Và ta quan sát thì ta thấy là ở hình 5 này lượng mưa sẽ nhiều hơn ở hình 6. Như vậy, ta kết luận là biểu đồ hình 5 là biểu diễn lượng mưa ở Bắc bán cầu, còn biểu đồ ở hình 6 là biểu diễn lượng mưa ở Nam bán cầu. Vì lượng mưa từ tháng 5 đến tháng 10 ở hình 5 là lớn hơn. Bài 6. Biểu đồ ở hình 7 cho biết lượng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu ở Việt Nam năm 2018. Các mặt hàng đó là hạt điều, cà phê, hạt tiêu, gạo và chè. Và lượng xuất khẩu đây, khối lượng xuất khẩu ở đây đơn vị là tấn,
Thì ta có hạt điều là 373.498 tấn. Cà phê là 1.878.278 tấn. Hạt tiêu là 232.750 tấn. Gạo là 6.114.934 tấn. Chè là 127.338 tấn. Ý A, tính theo tấn tổng lượng xuất khẩu của 5 mặt hàng trên. Ý B, lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của 4 mặt hàng còn lại là bao nhiêu tấn? Chúng ta sẽ làm từng ý một. Ý A là tính tổng lượng xuất khẩu của 5 mặt hàng trên. Như vậy chúng ta chỉ cần tính tổng thôi, tính hết, cộng hết vào, cộng hết cái số lượng xuất khẩu của 5 cái mặt hàng này với nhau. Đây là bài 6. Ý A, ta tính tổng lượng xuất khẩu. Năm mặt hàng là ta có hạt tiêu là 373.498. Một triệu 878.278 cộng hạt tiêu là 232.750, 232.750 cộng gạo 6.114.934, 6.114.934 cộng tiếp chè 127.388 338. Nếu máy tính được cộng vào sẽ bằng 8.726.000. Bảy trăm chín mươi tám tấn. Ý B, lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của 4 mặt hàng còn lại là bao nhiêu tấn? Gạo ở đây là 6.114.934. 6.114.934. Ta trừ đi, trừ đi tổng của 4 mặt hàng còn lại. Đấy, trừ đi tổng của 4 mặt hàng còn lại. Cái này là gạo ta bỏ ra. Đấy, 4 mặt hàng còn lại, trừ đi tổng của cái này. Đấy, xong bằng. Bây giờ tính trong tổng này trước. Tính trong cái tổng này trước. Ta lấy cái này, không phải cộng nhiều, ta lấy luôn cái tổng này, ta trừ đi, ta trừ đi cái 6 triệu này, cái quấy gạo này đúng không, thì sẽ ra, sau đó ta lấy cái gạo này ta trừ đi cái vừa tính được và tính ra ta sẽ bằng 3.503.000
070 tấn. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa chữa xong 6 bài tập của bài hôm nay. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ học bài 2 biểu đồ cột kép. Cảm ơn các em đã theo dõi video.